Нет, это же не женщина. Это не женщина. Вот здесь женщина, женщина. Так нет, это большой, это маленький, это же женщина. Вот он женщин, мало кто. Ngọc Linh tức là Ngọc Linh ở trên núi Ngọc Linh. Ngọc Linh là đây là quốc bảo. Đây là cái cây sông Ngọc Linh được trồng. Tam is Gori. Gori, Moshi Gori. Là như vậy là Ngọc Linh. Đồng chí này là bí thư tỉnh. Это женщин. Растёта. Гора. Гора. Và thủ tướng chọn cái phát triển cái sông Ngọc Linh là trọng điểm để bảo vệ quốc bảo của hai tỉnh Con Tum và Quảng Nam. Tôi đã triển lãm đầu tiên và giới thiệu sản phẩm này đầu tiên ở Hà Nội. Đây ông có thể đọc. Đây. Yes. Первый выставка. Và rất nhiều lần gửi thư nhưng mà không thấy trả lời các bạn. Rất mong là trường đại học công nghiệp sang đây giúp đỡ về nhân giống sâm và hỗ trợ về các kỹ thuật và phân bón. Ваш университет помогает. Để làm sao giữ được cái giống sâm tốt này và sản xuất được sâm đóng hộp như ông đóng ở nhà máy của ông và trường không? Значит, у нас есть наработанные технологии по выращиванию женьшеня. Тут он помнит, как мне там сам. Значит, на Брянщине. На Брянщине. Самая крупная плантация женьшеня выращивается. У вас? Да, у нас. Тут он помнит, как мне там сам зеленый. Самая крупная в России. В России нет такой плантации. Так что можем оказать свои услуги в этом направлении. У тебя есть флешка? Окей. И выращивается еще 155 лекарственных растений. 155. Anh Nguyên phụng dựng lại cánh Tây Nguyên ở Hà Nội. Đây. Đây toàn là sâm Ngọc Linh. Chỗ khu anh Nguyên làm. Anh Nguyên phục dựng lại cảnh Tây Nguyên ở Hà Nội. Dạ dạ. Đó là đây là người Tây Nguyên, người nguyên của cái vùng đất có cái củ sâm này đây. Đây là Imon. Imon. Em đứng hẳn, em đứng hẳn bên này. Em đứng hẳn để cho người nó mặc cái ear brand, em quay hẳn ra. Đúng rồi. Bạn cứ quay chủ yếu là mình chụp cả bạn ấy. Chụp em đi chụp người đó. Để có thể có đang có những cái động cảnh thế bây giờ ông nào phụ trách ở đây dạ bảo mạng luôn hả em bảo tạm cho nó xin giao cho nhân viên quản lý đây phải cho ông xem cái tính Con Tum ở provincia Con Tum yes. Область, да, область. Это центральный, Вьетнам. Центральный плато. Орудие труда. Все. Anh nói là đây là tài liệu của tỉnh, đây là của Ủy ban nhân tỉnh Con Tum tặng cho các bạn có cả tiếng Anh các bạn có thể đọc được.
But this is Ngọc Linh, yes. But Ngọc Linh at the Zapovit. То есть парк. Там есть горы Ноплин, где выращивают женщин. Провинция Контун. Вот мы здесь, Ханой здесь. Вот мы здесь. А Контун. Ох, там, да. Да. А, южнее, да? Южнее. Вот. И вот здесь вот он как раз. Государственный парк Ноплин. Лес там, да? Да, лес. Лес, там видно, что лес. Деревья такие. Да. Ну там есть на Илиш, на Полиске. Так что вы сможете...